đã xảy ra ở Hà Nội. Những câu chuyện nhịn ăn, vay nợ để đi xem show Blackpink, để được nghe, để được khóc, để được đam mê thần tượng của mình. Khóc nhiều đi con, đừng ngần ngại gì, cũng chẳng có gì là nhục nhã cả. Bởi Hà Nội đã từng làm cho hàng triệu người khóc tức tưởi. Như vậy, khóc vì đói, khóc vì bị bóc lột, bị chà đạp nhân phẩm, làm người của chế độ. Các em Hà Nội khóc vì sung sướng với thần tượng Hàn Quốc. Còn miền Nam biết bao nhiêu tiếng khóc không thành lời. Trang báo chí đưa tin, nhiều bạn trẻ chi hàng chục triệu đồng để có vé vào xem biểu diễn. Có người vay nợ để xem nhạc, nhưng nhiều người không tin đây là vay nợ. Đây là cảnh con em nhà giàu, giới chức, con quan, doanh nghiệp Hà Nội để thỏa mãn lòng được khóc. Hình ảnh này được lan truyền đầy dẫy trên mạng. Hiện cha mẹ các em có thấy, có chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này hay không? Trên tài khoản Facebook của Nguyễn Đỗ, không biết rằng cha mẹ các em đến tuổi già, các em có khóc được những tiếng khóc thấu trời như vậy hay không? Hay là tranh giành nhau để phân chia tài sản đất đai? Nguyễn Thanh Tuấn thì nói, sao phụ nữ Hàn Quốc không bao giờ kết hôn với trai Việt? Sao người Hàn không sang Việt Nam rồi trốn ở lại để lao động chui? Tại sao tất cả những câu hỏi trên chỉ toàn là những điều ngược lại? Việt Nam có dân số gấp đôi Hàn Quốc, lãnh thổ gấp ba Hàn Quốc. Vậy mà thua Hàn Quốc từ kinh tế đến văn hóa, ứng xử, thể thao, xin tiền Hàn Quốc hàng năm. Sao không có ban nhạc nào của Việt Nam đến Hàn Quốc trình diễn? Không có người Hàn nào hôn lên ghế của ca sĩ idol của mình như người Việt Nam. Những cái điều này hãy hỏi lãnh đạo Cộng sản Việt Nam để xem cái nền văn hóa của Việt Nam bây giờ, ngày hôm nay, nó đã đi đến cái mức tuyệt đỉnh như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem cái đoạn video này.